nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi. Nói sao vang danh chọc cười cho thiên hạ vui. Đi khắp làng trên đến sớm dưới, ai nấy đều nghe tôi nói dối. Nói lao có bằng nhưng chẳng khi nào hai tới một ai. Đêm qua tôi ra ngoài kênh. Sao các anh chị? Thế là các anh chị biết bác Ba Phi ạ? Tôi nghe nói là đến Cà Mau mà chưa gặp bác Ba Phi là chưa đến Cà Mau. Thế nên là các anh chị có biết bác Ba Phi ở đâu không? Trời ơi, để tôi kể trước cho nghe nè, tôi kể cho cô nghe nè. Hôm qua vợ của tôi á, nó đi, nó thèm con cá lóc nè. Mà trời ơi, nó đi, tôi đi trên ghe, tôi chạy, tôi câu cá cho nó ăn. Mà chạy vô trong cái ổ của nó, trời ơi, nó phóng lên ghe, tôi chim cái ghe tôi luôn. Trời ơi, nghe nó còn ghe đi về luôn. Ô, thế nhưng mà liên quan gì đến bác Ba Phi ạ? Trời ơi, ta mới gọi, đó là tôi đó, tôi là người bác Ba Phi nè. Ô, bác là bác Ba Phi ạ? Ờ, đúng rồi. Ôi, thật tuyệt quá. Để tôi kể cho nghe. Ông Ba Phi là ông chồng của tôi nè. Hôm qua nghe, ông mới đi ngang cái con kinh. Con kinh nghe bước lên một cái. Cái con đĩa nè, bự bằng cỡ chiếc ra để cho tôi đi cho nhớ. Ồ, chiếc ghe bầu. Trời ơi, trời ơi. Nó hút máu, ông sắp chết luôn đó. Chết trời ơi, vậy là bác Ba Phi. Dễ sợ luôn. Sạm xí hết đi. Bác Ba Phi á là ông nội của tôi nè. Ông nội chi á? Ông nội tôi kể nha. Cái cọng rau muống của cái miệt U Minh này nè là dùng cái cưa máy ha, mà cưa nguyên một ngày mà nó không nứt đó chị. Trời ơi, dễ sợ quá. Thế tóm lại là bác Ba Phi là anh, là chồng chị. Đúng rồi, đúng rồi. Hay là ông nội chị ạ? Là đâu mới là bác Ba Phi? Trời ơi, tôi nè, bác Ba Phi nè, chồng tôi. Ôi, là bác Ba Phi. Đó là chồng tôi. Bác Ba Phi á, cũng giống như là cọng rau, cây cỏ, rồi cây tràm, cây đước của cái miệt này vậy đó. Đi đâu chị cũng gặp hết á chị ơi. Thế thì tóm lại là thôi phải tìm bác Ba Phi ở đâu. Tôi cảm ơn các anh chị nhá. Các anh chị làm việc tiếp nhá. Không biết đâu mà lần cả. Thì như là tôi vừa mới vào nhầm một làng nói dốc thì phải. Cái cuộc hành trình hình như là cũng không dễ dàng như tôi vẫn tưởng. Bây giờ tôi sẽ phải tiếp tục vậy. Đêm qua tôi ra ngoài kênh lưng chạm giăng câu. Tôi thấy hoang xa dập dần như lục bình trôi. Ai có ngờ đâu khi kéo lưới nguyên một bầy rồ đang vô lưới. Tôi kéo một bầy làm chiếc tàu rồ ra tới Cần Thơ. Nói sao mà không ai cười chê, nói sao mà ai đều vui. Ba Phi là tôi mà niềm vui đến khắp mọi nơi. Tiếng cười dân quê sao mà vui, tiếng cười còn vang đến ngàn sao. Chuyện xưa nhớ mãi bao qua lùng chạm vui quá là vui. Đêm qua bác heo đi cày, bác cọp xì lúc cả ngày mới tha. Ngồi buồn giữa khúc dân ca ở đờn giống gỗ nghe mà thiệt hay. Mùa rồi thu hoạch lưới này được 2 tấn rưỡi nước ngoài tới mua. Ra đồng bắt một con cua hay càng nó bự như hai cái cột chùa. Không tin tôi hả? Hỏi bả thử coi phải vậy không? Anh gì ơi? Em đang đi hỏi bác Ba Phi, anh có biết bác Ba Phi là ai không ạ? Cô là ai? Từ đầu trên xuống dưới giờ tôi thấy cô không giống ai hết trơn á. À em từ xa đến đây mà. À, cô kiếm ai? Em kiếm bác Ba Phi. Cô kiếm bác Ba Phi làm gì? Cô có tiếu táo giống nhỏng không? Cô có nói dốc giống nhỏng không? Kiếm ông chi? Sao phải nói dốc thì mới tìm được bác Ba Phi ạ? Con cá lóc nó cười cơ kìa. Dân nơi quê tôi gọi tôi tên là Ba Phi. Nói sao vang danh chọc cười cho thiên hạ vui. Đi khắp làng trên đến sớm vui. Ai nấy đều nghe tôi nói dối. Nói lao có bằng nhưng chẳng khi nào hại tới một ai. Đêm qua tôi ra ngoài kênh lung chạm giăng câu. Tôi thấy ngoài xa dập dền như lục bình trôi. Ai có ngờ đâu khi kéo lưới nguyên một bầy rồ đang vô lưới. Tôi kéo một bầy làm chiếc tàu rồ ra tới Cần Thơ. Tinh khí của người Nam Bộ vui vẻ với đất trời, lúc nào cười cả, không có than khóc than nghèo. Cá dưới sông, lúa trên bờ, cứ ấy mà ăn. Sau này nó mới đẻ ra cái nhân vật mà mình gọi là Bác Ba Phi đấy. Đẻ ra những cái nhân vật hài hước của cuộc đời, không có cái gì phải đau khổ. Chuyện của Bác Ba Phi khoảng chừng 40 mấy chuyện chứ không có nhiều. Rồi người ta
dân gian sự sáng tác. Chấp vô, chấp vô, chấp vô bây giờ. Trời ơi, chuyện Bác Ba Phi mình mà. Trải nghiệm rất vất vả thì cuối cùng tôi đã hiểu được lý do vì sao khi nhắc đến miền Tây Nam Bộ thì không thể không nhắc tới Bác Ba Phi, một hình ảnh đã được dân gian hóa để đại diện đặc trưng cho những tính cách của người dân miền sông nước. Đó là sự hài hước, lạc quan, đều táo và đầy phong khoáng. Đó là nguồn động lực để những người dân ở đây có thể vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu lao động và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Và những người nông dân mà trong cuộc hành trình mà tôi gặp thì đều là một Bác Ba Phi. Và bản thân tôi lúc này đây, mặc dù thời gian trải nghiệm không có nhiều, nhưng cũng tự cảm nhận được rằng bản thân mình phần nào đấy được hòa nhập vào trong tinh thần Ba Phi đó.